Từ bao đời nay, huyện Lý Sơn nổi danh là vùng đất của những rái cá. Vì vậy, cùng với nhiều cách đánh bắt khác, lặn là hình thức khai thác hải sản không thể thiếu ở vùng biển ven đảo của ngư dân Lý Sơn. Theo đó, thu nhập từ nghề lặn mang về sau mỗi chuyến ra khơi tính bằng tiền triệu hay vài triệu đồng trên người là chuyện bình thường của ngư dân ở đảo này. Tuy nhiên, khu vực đánh bắt là vùng biển gần nên phương tiện ra khơi chỉ là thuyền máy nhỏ, thúng máy. Trang thiết bị hành nghề lặn lại quá đơn giản và thô sơ, dẫn đến mức độ nguy hiểm trong quá trình khai thác của ngư dân là quá lớn. Không bây giờ cái má không phải má nó ổn định thì mình phía còn nó có trục trặc gì thì mình nguy hiểm nên cái sự rủi ro nó rất là lớn, mình sống nhờ nó không à, chứ mình định đâu có phủ lệ thuộc vào của mình đó. Gần như năm nào ở Lý Sơn cũng xảy ra chết người, mất tích do lặn đêm khai thác hải sản. Gần đây là vào cuối tháng 6 vừa qua, trong lúc lặn ở độ sâu khoảng 30 mét thì máy tạo khí oxy bị hỏng. Sự cố xảy ra trong đêm làm người bạn đi cùng mất tích, còn ông Dương Tập may mắn được cứu sống sau 2 giờ trôi dạt trên biển. Thì trong cái lúc lặn xuống thì hai trên này nó có hai, nhưng mà xuống nó cái đồ từ từ cái đồ nó còn ngày còn xuống sau nó cắt hai luôn, không có hai nữa thì bọc lên thì tôi lúc đó là tôi dọc lên là tôi bao về ghe, bao về ghe thì bao về cano á, thì thời gian ba miết mà nó nước chảy quá nó không lại cano được, mà đâu ma thì gặp cái cano của mình được đó, thì chừng đó biết sống chứ. Được biết, để giảm thiểu phần nào rủi ro cho ngư dân hành nghề lặn ở địa phương, thời gian qua, chính quyền Lý Sơn đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tập huấn quy trình lặn an toàn, cung cấp kiến thức sơ cấp cứu tai nạn trên biển cho ngư dân của đảo. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực tiếp là đồn biên phòng và nhất là cái phòng kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước về các cái phương tiện tàu thuyền sẽ có cái tập huấn tuyên truyền hướng dẫn và cũng quán triệt để cho ngư dân cũng phải tự bảo vệ và cũng phải chấp hành. Chứ nếu không thì nó xảy ra như thế nó cũng rất khó khăn, thứ nhất là gia đình, thứ hai là về quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Thu nhập mỗi người tính bằng tiền triệu, nhiều triệu đồng cho mỗi chuyến ra khơi, cao hơn so với một số hình thức đánh bắt khác. Thế nhưng, với nguy hiểm gặp phải quá lớn như vậy, nên nhiều người gọi đây là nghề sáng ra khơi, chiều bão tử.